Kết nối tâm linh rất mạnh mẽ với Phật Dược Sư. Những hành động rất rõ ràng. Điều thứ nhất, tìm hiểu về Phật Dược Sư. Hãy dành thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu về những lời dạy và đức tính của Phật Dược Sư. Kiến thức này sẽ giúp bạn kết nối và trân trọng ân phước gia trì của Đức Phật Dược Sư. Điều thứ hai, lập bàn thờ. Tạo một không gian riêng trong nhà hoặc khu vực cá nhân của bạn để lập bàn thờ Phật Dược Sư. Đặt tường Phật Dược Sư cùng với các lễ vật như là hoa, nến, hương. Điều thứ ba, hãy dâng những lời cầu nguyện chân thành. Các bạn có thể khởi lên những lời cầu nguyện chân thành hoặc lắng nghe những lời cầu nguyện nhà trị liệu quốc anh chia sẻ mỗi ngày hướng tới Đức Phật Dược Sư để bày tỏ ý định của bạn cầu nguyện phước lành chữa lành cả về thể chất lẫn tinh thần. Hãy dốc hết tâm huyết vào những lời cầu nguyện này và tin tưởng vào sức mạnh từ bi của Đức Phật Dược Sư. Điều thứ tư, hãy niệm thần chú Phật Dược Sư. Các bạn có thể cập nhật câu thần chú này ở phần mô tả của video. Hãy lặp đi lặp lại câu thần chú này với sự tận tâm và tập trung để cho những rung động của nó cộng hưởng bên trong bạn điều thứ năm thực hành thiền định tập trung vào phật dược sư hãy hình dung ánh sáng xanh rực rỡ của đức phật dược sư bao bọc cơ thể và tâm trí bạn mang lại sự chữa lành và thanh lọc cho phép bản thân kết nối sâu sắc với năng lượng của phật dược sư điều thứ sáu dân nước tinh khiết hoa hoặc các vật phẩm tượng trưng khác lên đức phật dược sư như một cử chỉ tôn kính và biết ơn. Những lễ vật này thể hiện sự sẵn sàng cho và nhận phước lành của bạn. Điều thứ bảy, hãy thực hành sự rộng lượng. Hãy thực hiện những hành động rộng lượng và tử tế với người khác. Bằng cách nuôi dưỡng trái tim từ bi và thực hành cho đi, bạn tạo điều kiện để nhận được sự gia trì của Đức Phật Dược Sư. Điều thứ tám, tìm kiếm sự hướng dẫn từ một vị thầy tâm linh. Nếu có thể, hãy tìm kiếm sự hướng dẫn từ một vị thầy tâm linh, người có thể cung cấp thêm những hướng dẫn và thực hành liên quan đến Phật Dược Sư. Sự hướng dẫn của vị thầy tâm linh có thể làm sâu sắc thêm sự kết nối và hiểu biết của bạn về ân phước gia trì của Đức Phật Dược Sư. Điều thứ 9 Hãy trao dồi niềm tin và sự tin cậy vững chắc vào sức mạnh gia trì của Đức Phật Dược Sư. Hãy tin vào khả năng chữa lành và chuyển hóa mà Phật Dược Sư mang lại cho bạn. Đồng thời tiếp cận việc thực hành với trái tim và tâm trí rộng mở. Hãy nhớ rằng, phước lành của Đức Phật Dược Sư không chỉ giới hạn ở những nghi lễ hay thực hành cụ thể. Chính sự chân thành sùng mộ và chú ý đằng sau hành động của bạn mới thực sự mời gọi và nhận được ân phước giá trị của đức phật dược sư thông qua chủ đề của video lần. Lực...